lạy Cha trương bưu diệm, lạy Cha trương bưu diệm. Tôi tên là Dung Trần, ở thành phố Westminster. Ok, là hồi đó chị mới học lái xe, thì chị mới đi xuống cánh cha. Con mới học lái xe thì con rất là tài lạc yếu, rồi xin cha giữ gìn con, đồng hành con trên con đường lái xe. Thì lên cánh cha và có xin hai tấm hình dán vô ngay chỗ chiếc kính xe. Cách đây chừng 6-7 tháng, khi mà chị đi làm á, thì vô tình thôi, chị mới vừa quẹo cái trái, thì mới vừa quẹo cái tự nhiên đèn xanh, đèn đỏ nó hiện lên. Thì mình mới học lái xe mà mình thấy như vậy thì thôi, mình cũng theo như lắm như là phản ứng tự nhiên á, thắng giữa đường luôn. Thế là cái len mà chị quẹo á, thì nó có 4 len. Thì là len thứ nhất á, thì là một len quẹo, len thứ hai thì có hai chiếc xe hai bên. Còn len thứ tư á, là không có chiếc xe nào hết. Thì lúc chị cuốn lên này, con mẹ nó mới nói, nó ra hiệu chị là mày chạy đi, chạy đi, nó sẽ nhường chị chạy. Khi mà nó ra hiệu chạy thì chị cũng cuốn lên chị chạy, mà trong đó chị không có nghĩ ra, chị cứ phóng chạy qua. Khi mà chị vừa chạy qua len thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thì len tư nó không thấy xe thì chạy luôn. Vừa phóng qua một cái thì cái xe đằng lên thứ tư á, cái mít đầm đông nó cũng phóng sát đứt xe chị, nó bấm còn một cái tin một cái là chị giật bắn người lên luôn. Cái lúc đó chị mới giật mình, chị nói trời ơi, chỉ cần chậm một quanh xíu cần thôi coi như là chết banh xác đó. Xong rồi chị nói, lúc chị suy nghĩ sao ngu quá, lúc đó mình phải chạy lên thứ nhất, thứ hai, thứ ba, mình phải ngừng lại, mình dòm lên thứ tư có xe hay không mình mới vượt được qua lên thứ tư. Lúc đó thì mình lại mới biết lấy xe, run quá, hoang mang rồi cứ phóng đại vô. Xong rồi khi mà chị phóng đại qua thì vừa phóng qua thì cái xe kia nó vừa phóng tới luôn, chạm đứt xe chị, nó bấm một cái tin một cái là chị ngồi trong xe giật bắn người luôn. Chị nói trời lại cha, xin cha đồng hành con, lại chú ơi, là cha, không có cha ngày hôm nay chắc con chết banh xác ngay lúc bây giờ. Thì chị mới nhớ lại câu chuyện là có một cái ông anh bạn làm chung với ông xã, là ông cũng lớn tuổi rồi, khi ông lái xe về nhà, trên đường lái xe thì cái ánh nắng nó chiếu mắt ảnh á, thì là coi nhà xe nó đèn xanh mà nó hiện đèn đỏ, ông thấy thì ông chạy qua đèn đỏ, thì cái xe tải bên đèn xanh nó phóng qua, nó tông ngay cái cánh cửa tay lái, ông chết tại chỗ, là gãy cổ, máu thì tuôn ra. Trời ơi, chị nghĩ về mà trên đường chị vừa chạy vừa run, mà cứ đọc kinh thánh cha suốt, cứ ngày nào cũng cầu nguyện, cứ tạ ơn cha, nếu ngày hôm nay mà không có cha đồng hành con dán hình cha ở trên xe, cha đồng hành con, cha chở con, nếu ngày hôm nay mà không có cha cứu con thì con đã banh xác, chết banh xác tại ở đoạn đường đó rồi. Thế là ngày nào chúng kết nguyện cũng cầu xin cha, mà mỗi lần cứ nhớ lại là mồ hôi nó cứ tuôn ra. Nghĩ lúc đó sợ quá, lúc hoang mang thì không nghĩ tới như vậy, mà khi mà nó xảy xong rồi bắt đầu mới sợ, bắt giữ được cái ơn lành mà chị đọc kinh suốt cái đoạn đường đi làm, xong rồi tối về trên đường về đi làm đọc kinh suốt tối về đọc kinh suốt một tuần lễ, xong rồi tuần sau tới ngày nghỉ chị xuống chị tạ ơn cha. Mà chị còn mỗi lần mà chị đứng trước mặt cha, chị diễn tả kể y như vậy mà da gà chị cứ nổi được ơn cha. Chị dán hai tấm hình của cha hai bên, bên trái bên phải, lúc nào cũng xin cha đồng hành con trên đường lái xe, giữ gìn con. Mỗi lần chị tới phòng cầu nguyện cha, thật khi mà tới phòng của cha thì cái tâm hồn của mình nó phấn chấn lắm, bao nhiêu cái muộn phiền lo gì dâng hết cho cha, được ơn cha. Hồi đó chị có bút cổ nè, cũng xưng to to vậy nè, mà ở Mỹ, Việt Nam đang chữa cho giam qua Mỹ, đâu có tiền chữa đâu, mà cái keo nó vẫn chữa nữa. Cứ mỗi lần đọc kinh cứ rờ lên vai cha, cái tay cha chữa bệnh cho con. Cái là cái bút cổ giờ nó xẹp lép, giờ cứ đi đâu cũng hết luôn. Chị được nhiều ơn cha lắm, mà sao cha thương chị lắm, chị xin chị cũng được ơn, ngộ vậy đó, xin cái gì cũng được ơn. Hôm nào mà đau đầu xin cha chú đầu con cứ
cứ rền áo cha, cứ vuốt vuốt đầu về trắng cơn đau đầu nữa. Trên lớp nào chị cũng cha 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 suốt ngày cha không. Chị rất là được nhiều ơn cha cha. Rồi xin cha ban cho sức khỏe phi thường đi làm. Ông chồng lúc này già yếu không làm, nếu mà không bệnh mà không có tiền, tiền là bên Mỹ không có tiền là chết, không có tiền xe phòng chi phí. Mà sao cha cho khỏe mạnh lắm, không biết bệnh là gì á. Lạy Cha trong bưu diệm, lạy Cha trong bưu diệm. Amen.